7:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2021, Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 112, Kinh 6 Thanh Tịnh, Chapiso Thana Sutta, phân đoạn 537 đến 543 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loại chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong. Chữ Thiên Đức Văn Tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chữ Toàn Giác Đại Lực, chữ Độc Giác Đại Lực, Thính Văn Giác Đại Lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh bài 112, Kinh 6 Thanh Tịnh Chapiso Thana Sutta, phân đoạn 537 đến 543 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp đến, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập pháp thoại bài hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Thoa. Dạ, con kính thỉnh sư. Nam Mô Bụt Tha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, có nhiều bài kinh Đức Phật Ngài đã dạy cho cách để nhận định về giáo pháp, như là Ngài thuyết 8 cái điều để biết cái nào là pháp của Đức Phật và cái nào không phải pháp của Đức Phật. Giờ có những bài kinh, có đoạn kinh như trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, thì Đức Phật dạy cho những cái pháp mà gọi là gương pháp, để mà mình phản ảnh, xem coi cái người đó là người đã chứng được tu được quần hay không phải là một tu được quần.
Cũng như trong bài kinh hôm nay thì Đức Phật đã dạy tỳ kheo khi mà nghe những vị tỳ một vị tỳ kheo và tuyên bố chánh trí chứng A-la-hán, sinh đã tận phẩm, hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, thì không có phủ nhận, không có bác bỏ. Mà sẽ hỏi, đưa lên những câu hỏi cần thiết. Và khi vị đó trả lời tất nhiên, khi mà chúng tỳ kheo mà hỏi vị tỳ kheo đó thì chúng tỳ kheo là những người phải có cái sự thực chứng rồi mới có thể nhận ra cái câu hỏi của người đó. Chứ không phải là mình hỏi người ta trả lời, mình ngồi đây mình ngơ ngác, không hiểu gì hết, thì như vậy làm sao mình có thể nhận định được. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài trụ thế thì chính Ngài là người tuyên bố vị nào, vị tỳ kheo nào thật sự chứng đắc. Còn bây giờ thì Đức Thế Tôn đã viên tịnh Niết Bàn thì thật khó để lượng định ai là người chứng đắc đạo quả tối thượng. Cho nên có những cái sự kiện mà ở đây ở kia mà nghe đồn đãi vị này là vị thánh 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 tăng, vị kia là thánh tăng, lúc đó chúng ta cũng không biết được là dựa vào đâu mà họ có thể nói rằng vị đó là thánh tăng qua con mắt phàm phu của mình nhận xét. Tuyên bố nhận xét hộ đồ cho nên khi mà chúng ta học bài kinh này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự dè dặt khi mà chúng ta nghe vị khác tuyên bố chánh trí. Một điều nữa là nói đến sáu vấn đề, sáu thanh tịnh, chappiso thanhá. Nhưng mà khi tìm hiểu trong bài kinh thì chỉ có năm vấn đề được nói đến, năm câu hỏi được nói đến. Còn một câu hỏi nữa thì không thấy. Hoặc là có thể bị lạc, bị thất lạc cái đoạn đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta có năm vấn đề thì chúng ta cũng nói được. Bây giờ thì xin mời cô Bông Lan đọc cho chánh kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh giảng sư. Thuyết giảng hôm nay từ tòa Phật Tân là vị giảng sư của chương trình sẽ thuyết bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ cảm ơn quý sư, cảm ơn. Dạ con kính tri ân cô Tịnh Hạnh. B
Bài 112 Kinh Sáu Thanh Tịnh Chapiso Thana Sutta, phân đoạn 537 đến 543. Chú thích dẫn nhập: Kinh Sáu Thanh Tịnh là đề tài chỉ cho sáu pháp. Một con số vẫn còn có nhiều bàn cãi, việc xác chứng ai là A-la-hán thực sự là một điều rất tế nhị và phức tạp. Khi bậc đạo sư trụ thế thì chính Ngài là người tuyên bố vị nào thực sự chứng đắc. Điều chắc chắn là khi không có Đức Phật thì thật khó khăn để lượng định ai là người chứng đắc đạo quả tối thượng. Đối với đa số tăng chúng hôm nay thì chỉ có một phương cách duy nhất là nêu lên những câu hỏi cần thiết. Điều cần nhớ là không nên có thái độ đã tin hay phủ bác khi chưa nêu lên câu hỏi và lắng nghe câu trả lời. 537. Một vấn đề không đơn giản. Khi nghe một người tuyên bố đã hoàn toàn giải thoát thì khoan vội tin, khoan vội phủ nhận. Kinh văn: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Lâm, tịnh xá ông Anna Thá Binh Đít Cá cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói lên chánh trí an nhân như sau: Ta tuệ tri như vậy, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỷ kheo, lời nói của vị tỷ kheo ấy không nên tán thán, cũng không nên bác bỏ. 538. Câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi chánh đáng. Hãy bắt đầu với câu hỏi y cứ trên truyền thống chánh pháp. Kinh văn: Không tán thán, không bác bỏ, cần hỏi câu hỏi. Này hiền giả, có bốn hình thức tuyên bố này được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh nói lên. Thế nào là bốn? Cái gì được thấy, được nói lên như là được thấy? Cái gì được nghe, được nói lên là được nghe? Cái gì được cảm giác, được nói lên như là cảm giác? Cái gì được nhận thức, được nói lên như là được nhận thức? Bốn hình thức tuyên bố này, này hiền giả, được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì đối với bốn hình thức tuyên bố này? Tôn giả có thể nói là tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, hoặc không có chấp thủ. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo, các lậu hoặc đã đoạn tận. Tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hộ kiết sử và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp. Anuthamma của vị ấy phải như sau: Này chư hiền, tôi không cảm thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế đối với những vật được thấy, vân vân, được nghe, vân được cảm giác, vân vân, được nhận thức. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với bốn hình thức tuyên bố này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 539. Trình độ nhận thức đối với tự thân, một vị thực sự giải thoát trước hết là phải vượt qua những chấp thủ đối với năm uẩn. Kinh văn: Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy cần được tán thán, phải được tùy hỷ với lời nói. Lành thay, sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói, lành thay, một câu hỏi nữa cần phải được hỏi. Này hiền giả, năm thủ uẩn này được Thế Tôn tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh nói lên. Thế nào là năm? Tức là
sắc thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, thọ thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uẩn này, này hiền giả được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì đối với năm thủ uẩn này? Tôn giả có thể nói tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: này chư hiền, sau khi biết sắc này là vô lực, biến hoại không an ổn, đối với những sắc là những chấp thủ phương tiện upajupadana, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên đối với những sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. Này chư hiền, sau khi biết thọ này, vân vân, này chư hiền, sau khi biết tưởng này, vân vân, này chư hiền, sau khi biết hành này, vân vân, này chư hiền, sau khi biết thức này là vô lực, biến hoại không an ổn, đối với thức và những chấp thủ phương tiện, là những chấp thủ phương tiện, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những thức ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uẩn này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 540. Tuy vậy, vẫn nên hỏi thêm, nhìn về vạn pháp, vũ trụ quan của một vị hoàn toàn giải thoát cũng cần được hỏi rõ. Kinh văn: này các tỷ kheo ấy cần phải được tán thán, phải được tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói lành thai, một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm. Này hiền giả, sáu giới này được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên thế nào là sáu? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thực giới, sáu giới này. Này hiền giả, được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì với sáu giới này? Tôn giả có thể nói tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đã nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: chư hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự ngã, và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc địa giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện, tùy thuộc địa giới là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. Này chư hiền, sau khi tôi đã đi đến thủy giới, vân vân. Này chư hiền, sau khi tôi đã đi đến hỏa giới, vân vân. Này chư hiền, sau khi tôi đã đi đến phong giới, vân vân. Này chư hiền, sau khi tôi đã đi đến không giới, vân vân. Này chư hiền, sau khi tôi đã đi đến thức giới như là không phải tự ngã, và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc thức giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện, tùy thuộc thức giới là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu giới này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 541. Vẫn cần hỏi rõ y cứ trên căn bản pháp học. Đắc chứng đạo quả không phải là một danh vị ban phong, mà là khả năng nhìn xuyên suốt cuộc sống với chân pháp. Kinh văn: này các tỷ kheo, vì tỷ kheo ấy cần phải được tán thán,
cần phải được tùy hỷ với lời nói. Lành thai sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói, lành thai một câu hỏi nữa cần phải được hỏi. Này hiền giả, sáu nội ngoại xứ này được Thế Tôn, bậc tri giả kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh nói lên. Thế nào là sáu? Mắt là sắc, tai, mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này hiền giả, được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì? Thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này? Tôn giả có thể nói, tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc là phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ tránh trí. Câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau. Chư hiền, đối với mắt, đối với sắc, đối với nhãn thức, đối với những phương pháp được, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn thức, phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, phàm có những pháp chấp thủ phương tiện, những tâm cố chấp thiên chấp tùy miên, đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chư hiền, đối với tai, đối với tiếng, đối với nhĩ thức, vân vân. Chư hiền, đối với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức, vân vân. Chư hiền, đối với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức, vân vân. Chư hiền, đối với thân, đối với xúc, đối với thân thức, vân vân. Chư hiền, đối với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các pháp được nhận thức bởi ý thức. Phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, phàm có những chấp thủ phương tiện, những tâm cố chấp thiên chấp tùy miên, đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 542. Mạng tùy miên là một câu hỏi lớn cần được nêu ra. Mạng là kiết sử, sau cùng trong năm thượng phần kiết sử, không có một vị nào đạt đến viên mãn cứu cánh, mà mạng tùy miên vẫn tồn động ngay cả trong hình thức vi tế nhất. Kinh văn này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy cần phải được tán thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói, lành thai, một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm. Nhưng này hành giả, nhưng này hiền giả, do biết gì, thấy gì, do với các thân có nhận thức này đối với tất cả các tướng ở ngoài, tôn giả có thể nói về mạng tùy miên. Ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm. Mạng tùy miên của tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn toàn. Chứ tỷ kheo, đối với tỷ kheo, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ tránh trí. Câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau. Chư hiền, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu muội, tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, tôi có lòng tịnh tính đối với Như Lai. Thành tựu được tịnh tính ấy, tôi suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia khoáng như hư không. Thật khó, rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chư hiền, một thời gian sau tôi từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học giới và nếp sống của vị tỷ kheo. Tôi từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các loại hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, cho, tránh ra lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Tôi từ bỏ phi phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống tránh xa phi phạm hạnh, từ bỏ dâm dục, tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Tôi sống hòa hợp, những kẻ ly gián khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác. Tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, thông cảm, đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Tôi nói những lời nói như vậy, tôi từ bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thực, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ không làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa hát nhạc các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, các thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sống. Tôi từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai. Tôi từ bỏ không nhận cù dê. Tôi từ bỏ không nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa và ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi từ bỏ các sự gian lận bằng cân tiền bạc và đo lường. Tôi từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Tôi từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Tôi bằng lòng tri túc với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát, ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, tôi bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ cũng mang theo y bát. Tôi thành tựu thánh giới uẩn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì con mắt không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Tôi tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng vân vân, mũi ngửi hương vân vân, lưỡi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân, ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Tôi tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Tôi thành tựu thánh hộ trì các căn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vững đục. Khi đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay, tôi đều tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, tôi đều tỉnh giác. Và tôi đều thành tụ thánh giới uẩn này, thành tụ thánh hộ trì các căn này, và thành tụ thánh chánh niệm tỉnh giác này.
chọn một chỗ thanh vắng tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi cất thực về và ăn xong, tôi ngồi kiết già lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Tôi sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên. Tôi sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên, trừ bỏ trạo cử hối quá, sống không trạo cử hối quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ. Tôi sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Tôi từ bỏ năm triền cái với các pháp làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ muội lược này ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái thái hỷ ly dục sanh có tầm có tứ. Tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh tầm không tứ. Nội tỉnh nhất tâm, tôi ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Tôi xả lạc xả khổ, diệt hỷ u đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh, với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm không phiền não, nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản. Như vậy tôi dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí, tôi biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật đây là các lậu hoặc được đoạn trừ, biết như thật đây là con đường đưa đến các lậu hoặc được diệt trừ. Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, tôi khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Tôi biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Chư hiền do biết như vậy, thấy như vậy, đối với các thân có nhận thức này và đối với các với tất cả tướng ở ngoài mạng tùy miên, ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm, mạng tùy miên này được đoạn trừ một cách hoàn toàn. 543 hãy hoan hỷ chấp nhận nếu có câu trả lời chân xác. Nếu những câu hỏi được trả lời thỏa đáng thì nên hoan hỷ chứ không nên luôn giữ thái độ nghi hoặc. Kinh văn này các tỷ kheo ấy cần phải được tán thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói lành thai, vị ấy cần phải nói như sau: thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một vị sống phạm hạnh như Tôn giả Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải bài kinh vừa học. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải bài kinh vừa đọc ạ. À.
Dạ con kính thỉnh sư, nãy giờ con thấy sư cũng bị rớt rớt nét. Dạ. Dạ, dạ đã có Thượng tọa Pháp Tân vào. Con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Ừ, tốt quá. Nghe, chúng tôi nghe thì không được. Mấy ngày nay là nó cứ rét rét giống như mà cái đĩa nó bị sốc vậy đó. Thì chạy ra rồi tắt máy làm đủ thứ. Mà cũng không nghe được. Hy vọng là nói là quý vị sẽ nghe được. Khi nào mà không nghe rõ thì cái gì báo. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đệ đức Tỳ Tri và Sư Viên. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái học hôm nay đó là nói đến cái bài gọi là sáu thanh tịnh, bài kinh gọi là sáu thanh tịnh, căn cứ vào sáu cái sự thanh tịnh đó nói đến cái quả vị A-la-hán, quả vị giải thoát, trong kinh gọi là bậc mà hoàn toàn giải thoát. Thì trước tiên đó là chúng ta biết rằng là ở trên đời này đó, thì ngay cả thở mà Đức Phật còn tại tiền, có những vị ngoại giáo, những vị ngoại đạo đó, thì họ cũng tự cho và họ đó là những cái người mà hoàn toàn giải thoát, là bậc A-la-hán. Cho đến ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng cũng có nhiều người ngộ nhận hay hoặc là không ngộ nhận, mà người ta tự xưng họ là cái người mà chứng đắc như thế này hoặc như thế nọ. Và chúng ta thấy một điều đó là quả vị mà giải thoát đó, nó không phải là do ai ban tặng cho cái người đó, mà là do cái sự thực chứng, trải nghiệm, tu tập trải nghiệm và thực chứng đối với cái vị hành giả đó, chứ không phải là ai ban tặng. Phật cũng không phải ban tặng cho chúng ta, cũng không phải là một đấng tối cao nào đó ban tặng. Rồi đó là ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng là giữa cái nhìn của quả vị A-la-hán ở trong kinh điển Pali đó, truyền thống đó, thì chúng ta thấy rằng như là một cái gì mà được căn cứ vào những cái lời dạy mà gọi là nguyên thủy của Đức Phật. Còn ngay cả cái góc nhìn nhận mà quả vị A-la-hán đối với Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Đại Thừa, thì họ cũng đã khác. Họ không có hoàn toàn. Bởi vì theo họ thì cái quả vị A-la-hán thì chưa phải hoàn toàn giải thoát theo như cái nhìn nhận của họ. Rồi chúng ta thấy rằng là có nhiều cái hình thức khác nhau, từ một cái tin đồn, chúng ta thường là tránh đi những cái tình trạng mà bằng cái cảm tính, hay hoặc là chúng ta thấy có vài cái biểu hiện như thế nào đó đối với đối tượng đó đó, nhân vật đó đó, thì chúng ta lại cho rằng cái vị đó là vị A-la-hán.
hay hoặc là chứng minh một cái điều gì đó, thì chúng ta không có, đối với là một cái người tu Phật ở trong Phật giáo á, chúng ta biết một cái điều gì đó, nghe nói hay là chính mắt mình thấy, thì cái điều đó nó cũng không phải hoàn toàn vội tin. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn vội tin, và cũng không cầu hoàn toàn là chúng ta khoan cái gọi là phủ nhận một cái đối tượng nào. Bởi vì chúng ta thấy rằng là ngay cả thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, thì những cái vị A-la-hán rất là nhiều, và thường là được nhận biết như vậy và để xác chứng như vậy đó, thì Đức Phật thường là những vị gọi là vị đạo sư, cho nên là Đức Phật có thể xác chứng là vị ấy là con của Như Lai, tức là có thể là trở thành một bậc thánh đó. Thì dù là bậc thánh Tu Đà Quên, hay là bậc thánh Nhập Lưu, hay là bậc thánh A La Hán, bậc thánh vô lậu giải thoát đó, thì Đức Phật thường là xác chứng những điều đó là vị ấy là con của Như Lai. Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng là chúng ta nhận xét một đối tượng nào đó, bởi vì là không phải một khía cạnh mà chúng ta có thể là nhận xét một cách đúng đắn. Và hơn nữa đó là nếu mà chúng ta để nhận xét hay là phán đoán đó, một cách vội vã đó, là cái gì chúng ta cũng có thể là tin đó, nghe người ta đồn là như thế này thế nọ, thì rõ ràng là thần thông biểu hiện đó, được hiển hiện thần thông trên cuộc đời này đó, thì cũng là một cái năng lực tu, hay hoặc là do cái phước đức gì đó, hay là do cái hạnh nguyện gì đó mà người ta để lại một cái gì đó, điều đó đặc biệt đó. Hoặc là chúng ta thấy rằng nhiều khi rồi là cái xác thân đó là sau khi mất rồi không bị thối rữa, hay hoặc là có một cái vài cái biểu hiện la lạ, thì chúng ta cho rằng là cái vị đó là vị A-la-hán, thì cái chiều đó là hoàn toàn nó cũng không phải là chính xác. Và chúng ta cũng không phải là dễ, không phải là bác bỏ hay là phủ nhận. Bởi vì nếu mà chúng ta để mà xác nhận hay là để chúng ta bác bỏ, thì có lẽ là chúng ta phải là một cái người là có một cái trình độ cao hơn, hay hoặc là ngang bằng, hay hoặc là cao hơn. Ý là chúng tôi muốn nói ở đây, tức là thường là trong cái sự cảm tính, rồi chúng nghe đồn đâu đó vài một cái biểu hiện linh thiêng, rồi dài cái danh xưng của người này đồn thổi, của người kia đồn thổi, thì cái điều đó như Phật đã dạy đó, là chúng ta không có dội vàng tin, mà cũng không thể phủ nhận những điều đó. Thì ở đây đó là để mà trả lời cho những cái điều đó, đó thì phải nói rằng cái câu hỏi mà được đặt ra cũng như là sự trả lời nó phải hoàn toàn dựa theo pháp, dựa theo sự thực chứng, dựa theo những cái gì mà thường là chúng ta biết rằng là hãy ngày xưa đó, thì còn Đức Phật còn tại tiền, thì Đức Phật xác chứng cho những điều đó, vì đó đã trở thành một bậc A-la-hán hay là như thế nào đó, hoặc là có sự chứng nhận của tăng chúng. Tăng chúng ở đây chúng ta nói đến một cái những cái vị mà trong đó có phàm tăng và thánh tăng, được căn cứ y cứ vào ở trong kinh điển, ở trong giáo luật, ở trong cái gọi là kinh luật, pháp và luật này, thì có thể rằng là chứng nhận cái vị đó là vị hoàn toàn giải thoát. Cho nên là tốt hơn hết á, là nói một điều đó là từ cái việc mà khi mà chúng ta được cái vị đó mà được hỏi hay được trả lời đó, thì cái câu hỏi cũng phải là y vào trong pháp,
mà cái vị đó phải là cái vị, chỉ có những vị mà theo chúng tôi nghĩ rằng có những vị mà có cái chứng đắc đó, thí dụ như mình trải nghiệm cái vấn đề đó, thì cái vị kia khi mà vị đó đặt câu hỏi đó, thì vị kia trả lời như là chúng ta đọc dài cái bài kinh đó, có những vị A-la-hán sau khi hỏi về những cái sự tu chứng qua cái tiến trình tu tập và cái sự trả lời của một vị A-la-hán khác đó, kia đó, thì đều là dựa trên cái lý pháp, dựa trên cái lý pháp. Cho nên là khi một người nghe, một người hỏi cũng phải hỏi đúng vào vấn đề, tức là có cái sự thực chứng mới hỏi đúng. Còn còn không có cái sự thực chứng thì không thể nào hỏi đúng vấn đề ở trong cái sự tu chứng đó. Còn khi mà cái vị mà đã thực sự là tu chứng á, thì mới có thể trả lời một cách đúng đắn ở trong đó được. Vì vậy cho nên là ở đây đó, chúng ta thấy rằng nói đến những cái hành tướng của vị A-la-hán á, thì ở đây á, chúng ta thấy rằng là cái tiến trình tu tập của Phật giáo đó, thì bao gồm cả kinh, cả giới, định và tuệ, tức là một cái vị hành giả cần phải trải qua. Cho nên nếu chúng ta thấy bằng cái thấy gì đó, cái thấy của mình ở đây đó là thấy bằng mắt thịt đi, hay là do cái thấy của mình bằng cái con mắt của mình thấy cái đối tượng đó. Sự thật ra thì nó cũng liên quan đến cái việc mà từ cái hình ảnh thấy đó. Bởi vì một cái người mà chưa chứng đắc mà mình thể hiện lên do sự thấy, cái việc thấy của mình đó, thì cái sự thấy đó đó, chúng ta thấy rằng là cái thấy đó nó phải dựa trên cái sự thật, chứ không phải là thấy qua cái hình tướng, thấy dài một cái biểu hiện như vậy thì chúng ta vội vàng để mà tin thì cũng chưa đúng. Hoặc là chúng ta thấy cái vị đó thanh tịnh như thế nào thì cái chuyện đó mà chúng ta chỉ nhận thức vậy thôi, chứ còn chưa có phải hoàn toàn là chính xác, bởi vì chúng ta chưa có cái sự chứng nghiệm đó. Rồi hoặc là chúng ta nghe ai đó nói đồn như thế này thế nọ, hoặc là nghe người kia nói như thế này nói nọ về đối tượng đó, cái người đó, thì chúng ta cũng không phải là để dội tin, nhưng mà rồi đó là chúng ta cũng không phải bác bỏ, nhưng mà rồi đó là chúng ta nghe bằng cái sự thí dụ như mình có đối diện với những vị đó, đối diện với những cái vị đó đó, mình có tu tập rồi mình nghe với những cái gì mà vị đó nói, thật sự ra là chúng ta cũng chỉ là gì đón ở trong cái nghe của mình thôi, cái thấy của mình thôi, chứ nó cũng chưa có hoàn toàn chính xác. Rồi một cái vài điều nữa là chúng ta có một cái sự suy nghĩ, bởi vì ngay cả một cái gì để lại đó, cái hình ảnh của cái đối tượng đó hay là cái tiếng đồn của cái vị đó, thì chúng ta thấy rằng cái người mà thông hiểu Phật Pháp là một cái vị cao quý, nhưng mà cũng chưa phải là hoàn toàn chứng đắc, hay là một cái vị mà thuyết giảng Phật Pháp đó, thì cũng là có cái khả năng đặc biệt và cũng là một cái vị cao quý, nhưng cũng phải chưa phải là chứng đắc. Cho nên là khi mà mình suy nghĩ về một cái đối tượng đó đó, thì chúng tôi nghĩ rằng từ cái thấy, cái nghe của mình khởi lên cái tư duy, mình khởi lên cái tư duy, nên nghĩ những cái tư duy gì là tốt, chứ không nên là nghĩ cái tư duy sai trái. Dù là một cái hình ảnh thiện nho nhỏ, hay là một cái lời nói thiện, hướng thiện cho người ta nho nhỏ, thì chúng tôi nghĩ là điều đó rất là khuyến khích. Và chúng ta suy nghĩ, suy tư như thế nào đó, để rồi suy tư một cách đúng đắn trong đó. Rồi chúng ta suy nghĩ đến cái pháp này, bởi vì một cái người mà học Phật Pháp này, rồi thực hành và chứng nghiệm cái Phật Pháp này đó, thì cần phải trải qua nhiều cái công phu lắm, nhiều cái công phu lắm. Cho nên là khi mà mình suy tư, tư duy về cái vị đó, thì chúng tôi nghĩ cả pháp
của Đức Phật, rồi lời dạy của Đức Phật, rồi các cái vị đệ tử của Đức Phật, như Đức Phật, thì chúng ta nên có một cái tư duy suy tư một cách chân chánh. Thì chúng tôi nghĩ rằng như vậy. Rồi cái nhận biết của mình, nhận biết của mình đối với vị đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó đó nó cũng không phải là chúng ta dội vàng tin. Bởi qua cái gì mà chúng ta thấy rằng Phật, Pháp, Tăng, Phật thì là một bậc hoàn toàn giác ngộ và đã niết bàn. Pháp là lời dạy của Đức Phật, và trong đó có cái pháp học, pháp hành và pháp hành. Thì cái pháp học là Tam Tạng Kinh Điển, pháp hành là phương pháp trao dồi tâm bằng thiền quán hoặc là thiền chỉ. Thì ở đó đó chúng ta thấy rằng là cái vị đó phải trải qua cái phương pháp thực hành, rồi có những cái công phu tu tập đặc biệt, thì vị đó mới giác ngộ thành Phật được, hay hoặc là mới giác ngộ được một trở thành một cái bậc hoàn toàn giải thoát. Cho nên là chúng ta nghe, chúng ta nhận thức gì đó thì chúng ta cũng nhận biết rằng một cái điều nó là chân chánh. Cái thứ hai nữa là không phải là chuyện gì chúng ta cũng có thể là dễ dàng tin, không phải là xuôi theo, không phải là thấy gì đám đông, vì một số người, đông người có khuynh hướng như vậy rồi mình lại dội dã tin theo cũng chưa phải. Và cũng không phải là thấy một số ít mà mình lại không tin, cũng không phải. Mà ở đây đó là chúng ta trước khi tin một cái điều gì, hay chúng ta chấp nhận một cái điều gì, thì chắc có lẽ là chúng ta có một cái sự suy xét rất là cẩn thận trước khi chúng ta chấp nhận. Cho nên không dễ dàng gì mà dễ dàng có một cái gì giống như là chúng ta dễ dàng chấp nhận một cái sự ưng thuận. Cái thứ hai là chúng ta cũng không phải khó chịu hay là chống đối với một cái điều gì. Bởi vì sự thật ra là cái nghĩ của mình nó cũng chung giới hạn ở trong cái tri thức của chính mình, cái hiểu biết của một cái người phàm phu. Và do vậy đó thì chúng ta chỉ có cách là căn cứ vào pháp và luật, rồi chúng ta hành trì và tự chúng ta trải nghiệm những điều đó, thì thật sự là chúng ta mới có thật có cái sự này, có cái sự lợi lạc. Cho nên là chúng ta thấy rằng cả hai cái thái độ dễ dàng chấp nhận và dễ dàng chống đối thì nó cũng không tốt. Bởi vì chấp nhận mà chúng ta không có một cái suy xét cho chu đáo thì cái chấp nhận đó nó cũng chưa phải là cái ưng thuận đó, hay là chấp nhận đó nó chưa phải là một cái chút gọi là cái thấu đáo ở trong cái sự nhận thức của chính mình. Rồi cái mà chúng ta chống đối đó thì nó cũng là dội dã. Bởi vì nếu chúng ta chống đối nó cũng không phải là cái tốt. Bởi vì ở nội tâm của mình chúng ta sanh ra một cái khó chịu. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cái hạnh tu á, thì mỗi người có một hạnh. Và những cái công hạnh này đó nó không phải là rời với chánh pháp mới được, tức là nó không có rời với lại những cái gì tôn chỉ và phương pháp thực hành của Đức Phật. Chứ không phải là chúng ta nói cái hạnh là mỗi người làm mỗi một cách khác nhau mà nó đi xa với lại cái tôn chỉ, thì rõ ràng nó cũng không phải là một cái đúng đắn. Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ là mỗi cây đó là mỗi lá, mỗi cái gì đó góp nhặt để trở thành một cái trải nghiệm của chính mình, và mình tu tập để rồi mình đạt được cái sự an lạc, lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập của mình, và cuối cùng mình được sự giải thoát là như vậy. Rồi là thật sự ra đó thì chúng ta không để cho một cái gì đó nó chi phối đối với đời sống của chúng ta. Bởi vì cái gì mà nó liên quan đến cái nhìn nhận của chính mình á, thì phải nói rằng cái nhìn nhận đó mà nó bị chi phối bởi các cái sự trói buộc hay là cái sự đè nặng đối với cái lòng tham của chính mình, hay đối với cái quan điểm tà kiến của chính mình,
hay hoặc là do cái vô minh nó chi phối mình, làm cho mình không nhận đúng, thì cái đó nó cũng là một trong những cái nguy hại. Nhưng mà đối với một cái người tu á, thì làm sao không để cho những cái điều đó nó ràng buộc, tức là liên quan đến dục, liên quan đến ái dục, dục rồi liên quan đến gọi là dục lậu, hay là hữu lậu, hay là kiến lậu, hay là vô minh lậu. Bởi vì cái bốn pháp đó là bốn pháp ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh trong sanh tử luân hồi, tức là liên quan đến dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì ở đây đó là khi mà chúng ta nhìn cái sự vật ở trên cuộc đời này, thì đối với dạng vật thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong kinh Tăng Chi có nói rằng là một người mà tu tập bốn vô lượng tâm, tức là từ tâm giải thoát, bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát và xả tâm giải thoát đó, thì cái giai đoạn này đó chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình tu tập rất là quan trọng. Và khi mà mình trao dồi ở từng cấp độ khác nhau về bốn pháp này, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó rất là có cái lợi lạc ở trong đời sống hiện tại cũng như là mai sau, ở trong những kiếp nào đó. Nhờ cái năng lượng, năng lực tu tập đó, mà bốn vô lượng tâm đó, mà vị đó lần lượt sẽ đạt được cái sự giải thoát. Rồi bây giờ đó là khi mà chúng ta nhìn về chính bản thân của mình, chính bản thân của mình, bởi vì thân của chúng ta đó, nói trong kinh Phật ấy, là thành tựu bởi năm uẩn, có mặt bởi năm uẩn, mà năm uẩn này đó là cái quả của luân hồi, quả luân hồi, mà quả luân hồi đó là do phiền não luân hồi tạo ra, do nghiệp luân hồi tạo ra. Đúng rồi. Phiền não luân hồi ấy, tức là do cái vô minh, do cái tham mái, do cái chấp thủ, do những cái pháp đó, mà những cái pháp đó đó nó ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh, và nó khiến cho chúng sanh hành động, và hành động trong cái bị chi phối của vô minh, cái hành động ở trong cái chi phối của tham ái, cái hành động bởi liên quan đến dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, hoặc là ngã chấp thủ. Như vậy thì khi mà liên quan đến những điều đó thì làm cho chúng ta hiện hữu có thân năm uẩn này. Thì đối với một cái người tu đó, đặc biệt là đối với cái vị A-la-hán, chúng ta thì nhìn ở góc độ nào, góc độ nào đó, một vị giải thoát thì khác, nhìn nhận năm uẩn thì khác. Còn đối với một cái người phàm phu thì thường cái thế thường đó, cái chung nhất đó, thì người ta thường là bị chấp thủ bởi năm uẩn, năm uẩn. Cho nên là năm uẩn này nhìn cách nào đó về sắc uẩn cũng là vô thường. Chúng ta thấy rằng là trong mỗi phản khắc nó cũng đều là biến hoại thay đổi. Vì có biến hoại vô thường thay đổi đó đó, cho nên là chúng ta trưởng thành, rồi chúng ta già nua, rồi chúng ta chết, chúng ta nhắm mắt lìa đời. Thì những cái điều đó là những cái pháp hữu vi về sắc uẩn. Hay nói cách khác, tức là mỗi trong mỗi khoảng khắc ngắn ngủi nhất, dù là từng sát na đó, thì sắc pháp của chúng ta cũng luôn luôn thay đổi. Cả cái thọ, tức là cái cảm nhận của chúng ta, cảm giác của chúng ta đó, vui buồn rồi bình thản thay đổi, nó đều là luôn là vô thường, vô thường. Và có cái cảm thọ cho nên là chúng ta mới thấy rằng là những cái sự đó nó biến đổi, rồi do cái sự biến đổi vô thường cho nên chúng ta thấy nó khổ. Nó khổ là vậy. Bây giờ nếu mà mình nói thông thường đó là trong cái thân của mình có những cái lúc mà chúng ta thấy nó hết sức là không có bình thường thôi, không có cái gì hết. Nhưng mà có lúc thì thấy chúng ta đau đớn về xác thân, chúng ta khổ lụy về tâm thức của chúng ta, gặp những cái chuyện bất bình, gặp những cái chuyện không hài lòng, rồi gặp những chuyện đau khổ, chúng ta tâm chúng ta u sầu. Thì những cái cảm thọ đó nó cũng đều là vô thường.
những cái cảm thọ cũng đều là khổ, những cảm thọ đó cũng đều là gì, là vô ngã. Cho nên là sắc cũng là vô thường, thọ cũng là vô thường, tưởng cũng là vô thường, hành cũng là vô thường, tức cũng là vô thường. Cho nên mỗi cái nhận thức của chúng ta về mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý suy nghĩ thì cái đó nó cũng đều là vô thường, và nó không có một cái thực ngã ở trong đó. Thường là chúng ta chắc là sắc quẩn là tôi có ở trong sắc quẩn là tự ngã của tôi. Thì cái đó đó chúng ta thấy rằng là do cái chấp ngã hết, cái tôi ở trong đó. Và chính vì cái tôi đó cho nên chỉ chấp ngã cái tôi đó, cho nên là chúng ta bị khổ ở trong cái sự chấp giữ liên ái, rồi ở trong cái sự chấp thủ đó liên quan đến dục thủ, rồi kiến thủ hay là ngã chấp thủ. Cho nên là cái ái, cái thủ á, nó là một pháp sanh khởi lên từ ở cái ái mà ra. Mà cái gì nó tăng trưởng mạnh, từ cái ái mà tăng trưởng mạnh thì sẽ nó dễ dàng dẫn đến thủ. Bởi vì ái là tìm kiếm, thủ là giữ chặt, thủ là giữ chặt. Khi tìm kiếm có rồi giữ chặt ở trong đó, trong cái suy nghĩ của chính mình, trong cái suy nghĩ chấp nhận ở trong cái gọi là có cái tôi ở trong năm quẩn này. Cho nên là vì đó cái tâm á, không được cái sự giải thoát. Nhưng mà đối với các bậc A-la-hán thì các ngài thấy rõ, các bậc hoàn toàn giải thoát thì các ngài thấy rõ. Thấy rõ ở đây là gì? Thấy rõ năm quẩn nó là giả hộp, năm quẩn là vô thường, năm quẩn là khổ, năm quẩn là vô ngã. Các ngài không có cái chấp thủ trong đó, bởi vì các ngài đã tận diệt. Mà điều đó đó nó không phải là từ ở cái lý thuyết, không phải là những cái lời dạy, cái lý thuyết từ bên ngoài, mà do từ nơi thấy và do nơi nghe. Thấy ở đây là thấy bằng cái trí của một bậc thánh giả, một bậc hoàn toàn giải thoát. Cái chứng nghiệm mà các ngài thấy bằng cái chứng nghiệm của chính mình, cho nên là các ngài bỏ đi cái chấp thủ đó. Bây giờ là đối với cái điều đó là nhìn ở trong thân ngũ quẩn của chúng ta, thì bởi vì cái gì nó là bởi vì sáu cái nhóm, từ ở sáu cái nhóm, tức là gọi là địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, hay là không giới, phong giới, phong giới, không giới và thức giới. Chúng ta thấy rằng cái gì là ở trong cơ thể của chúng ta, về đối với một cái người tu tập thiền quán thì thấy rõ là địa giới. Địa giới thì thường thường là chúng ta cứ nghĩ là thì đó là một trong những cái gì ở trong thân của chính mình. Mà địa giới ở đây là từ ở cái nhìn chung là gân xương gì đó, thịt gì đó nó mục nát ra thì nó sẽ thành đất thôi. Nhưng mà địa giới theo tính chất thì nó là một trong những cái tính chất là gọi là cứng hoặc là mềm. Nó có một cái trạng thái như vậy. Trong thân của mình, thịt thì nó có thể là mềm, xương nó cũng có thể là cứng. Nhưng mà nó mục ra thì nó là bình thường, nó là đất thôi. Nó mục ra, nó hư hoại ra thì nó là đất. Thủy giới là những cái gì mà chúng ta cứ nghĩ là nó là chất nước đi. Nhưng sự thật thủy giới thì nó là có tính chất, nó có tính chất quấn tụ hay là tương ướp ra đó. Nó có cái chất quấn tụ. Như vậy thì mình nói là trong cái cơ thể của mình là máu cũng là nước, thủy, giới, rồi là nước ở trong cơ thể mình cũng là nước. Rồi bọt nước đàm, tất cả những cái đó đều được gọi là nước. Cái đó không có cái gì, không có cái tôi trong đó. Nó là tứ đại mà, bốn đại: đất, nước, lửa, gió. Rồi hơi ấm trong cơ thể của mình là lửa đó. Hơi ấm trong cơ thể là lửa là thiêu đốt thức ăn, lửa làm cho ấm cơ thể,
hay là lửa là nó biến hoại thế hoại, làm cho những cái sự hủy hoại ở trong cơ thể, thì những cái điều đó là lửa, hơi ấm trong cơ thể là lửa. Mà lửa trong tính chất nó có thể nó là từ ở cái nóng và lạnh nữa, thì nó đều là lửa hết. Rồi là gió là cái sự căn phòng di chuyển. Thí dụ như hơi thở lên xuống, hơi thở ra vào, hơi ở lên, hơi xuôi lên, hơi xuống gì đó. Tất cả những cái đó đều gọi là gió. Rồi không, rồi thức. Ở đây chỉ cho cái mà chúng ta hiểu ở đây, tức là cái thức là cái mà ở trong tâm của chúng ta, tức là cái phần tinh thần hay là cái phần nhận thức của tâm thức của mỗi người. Như vậy thì cái gì là gọi là có cái tôi, cái ta trong đó? Nó không có, không có tôi trong đó. Nếu chúng ta tách rời là đất, đất, nước, lửa, gió, rồi không tức, chúng ta tách nó ra ra, thì không có một cái tôi gì ở trong bất cứ một cái nào. Cái thức mà chúng ta nhận biết ấy, thì nó cũng chỉ là do duyên thôi, chứ không phải là cái tôi ở trong cái thức đó. Nếu chúng ta không có, thì giống như là mắt chúng ta thấy, thì chúng ta phải có cái nhãn căn, rồi phải có cảnh sắc, rồi phải có tâm của chúng ta nương gá vào đó, rồi chúng ta có cái sự chủ ý, tác ý nhìn vào ở trong cái cảnh đó thì chúng ta mới thấy được. Cho nên là những cái duyên đó trợ tạo, những cái điều kiện đó để trợ tạo, để hình thành sự thấy. Cái sự thấy đó đó, nó cũng chỉ là thấy thôi. Cho nên là Ngài Xá Lợi Phất nói là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có người nghe, chỉ có sự ngửi chứ không có người ngửi, tức là cái tôi trong đó, vân vân. Thì ở đây đó là do chúng ta chấp thủ ở trong năm uẩn cho nên khổ. Và nếu chúng ta nhìn lại ở trong năm uẩn của chúng ta, hay hoặc là do chúng ta thấy rằng sáu cái địa, sáu cái đại này, sáu giới này, tức là địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới và thức giới đó, thì nó không có một cái sự đối buộc ở trong cái tự ngã ở trong đó. Và nếu như một người mà chấp thủ vào trong đó thì sẽ bị luân hồi, sẽ bị khổ. Vì vậy cho nên là một cái vị mà hoàn toàn chứng đắc thì cái vị đó không có chấp thủ đối với sáu cái địa này, sáu cái giới này ở trong mọi cái chúng sanh, ở trong cái sự hiện hữu. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại đó, đối với lại cái việc mà chúng ta nói rằng một chúng sanh có thể nói đó là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, ví dụ vậy đi, hay hoặc là nói là chúng sanh là ngũ uẩn, nói chúng sanh là 18 giới, nói chúng sanh là 12 xứ, vân vân. Thì sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, tức là sáu nội xứ ở đây đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta. Sáu ngoại xứ tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cái gì mà tâm chúng ta suy nghĩ đến những điều đó là cảnh pháp. Cái gì mà do mắt thấy đó là cảnh sắc. Cái gì do tai nghe là cảnh thinh. Cái gì do mũi ngửi đó là cảnh khí. Và cái gì do lưỡi nếm là cảnh vị. Và cái gì mà do thân xúc chạm đó là cảnh xúc. Như vậy thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng đối với một cái vị mà thí dụ như là chúng ta thấy rằng các cái vị mà hoàn toàn giải thoát đó, vị A-la-hán ấy, thì các vị đó là có những cái cảm thọ. Cảm thọ thí dụ như là nóng, trời nóng thì quý vị các ngài cũng vẫn biết nóng, rồi lạnh thì cũng vẫn biết lạnh, biết lạnh, có những cái cảm thọ đó chứ không phải là không thọ. Nhưng mà rồi đó là cái tâm của các ngài đó là không có bị chi phối bởi những cái phiền não. Còn chúng ta thí dụ như nóng quá thì chúng ta cũng khó chịu, lạnh quá thì chúng ta cũng khó chịu, vì đó mới sanh phân biệt ra cái điều này điều nọ, để rồi cái tâm mình nó có cái sự phản ứng thích thú hay là chán ghét. Từ đó sanh ra những cái phiền não rất là nhiều.
Như vậy thì với một cái vị mà tự thân mà chứng được các cái pháp á, thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng phiền não phải nói là những cái pháp mà đoạn trừ. Thí dụ như chúng ta nghe nói rằng là ở trong kinh nói là thập phiền não. Phiền não tức là thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân ái sắc, ái vô sắc, ngã mạng vô minh và phóng dật. Thì cái những cái pháp ký sử đó, đó là trói buộc làm cho chúng sanh phải luân hồi trầm luân. Và đối với các bậc thánh thì các ngài đoạn tận lần lượt 10 cái kiết sử đó, để rồi các ngài không còn bị sự chi phối. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là để mà thành tựu cái điều đó, chúng ta thấy rằng cái mạng, tức là nói đến cái mạng ngã mạng, cái chấp ngã mạng, cái mạng của mình á. Ở đây mạng ở đây đó là cái sự so sánh đó. Cái sự so sánh, cái nhân ngã bỉ thử, cái tôi, cái này, cái kia đó, thì cái đó nó gắn liền lắm. Bởi vì chúng ta thấy rằng một vị A-la-hán là đoạn năm thượng phần kiết sử sau cùng là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Thì cái khi nào mà bỏ những cái ngã mạn này, tức là bởi vì đối với một cái người mà phàm phu á, thì chúng ta biết rằng làm gì thì làm thì cái tôi và cái ta của mình nó cũng chưa có phải là dứt bỏ. Nhưng mà đối với các vị A-la-hán thì các ngài sau khi dứt bỏ cái ngạn đó, dứt bỏ cái ngã mạn đó, bởi vì chính cái ngã mạn tùy miên đó đó làm cho cái ngã chấp ở trong mỗi chúng sanh nó còn ở trong đó rất là nhiều. Và đối như vậy đó thì từ đối với các bậc thánh thì các ngài tu tập giống như là tu tập thực hành con đường phạm hạnh này, thực hành cái con đường phạm hạnh này, tức là thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ. Bởi vậy cho nên là bậc thánh á, thì các ngài có cái giới hoàn toàn thanh tịnh. Như là nói là được biết đó là vị Tu Đà Quờn là vị mà thanh tịnh về giới. Bởi vì vị Tu Đà Quờn đó là sau khi chứng quả nhập lưu đó thì bước vào dòng thánh đó, để trở thành một bậc thánh gọi là ta gọi là thất đây đó. Thì dù gì đi nữa thì các ngài cũng không có sanh vào trong khổ cảnh, bởi vì giới của các ngài được thanh tịnh, giới của các ngài được thanh tịnh. Rồi là đối với cái bậc A-na-hàm, tức là bậc tam quả, chúng ta nói đến cái bậc tam quả thì bậc đó là thành tựu về định, thành tựu về định. Và vì vậy cho nên là cái vị đó là trở thành một cái bậc mà dựa vào cái ý nghĩa đó mà các ngài gọi đó là bậc bất lai, tức là không có tái sanh lợi cõi dục nữa, không có tái sanh cõi dục, không trở lại tái sanh cõi dục nữa. Đối với bậc A-la-hán á, thì các ngài hoàn toàn giải thoát sau khi tận diệt được năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật á, thì các ngài hoàn toàn loại trừ được dục hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Mặc dù là cái kiến lậu thì bậc tu đã có thể là đoạn trừ được rồi đó, nhưng mà dục lậu thì đối với bậc A-na-hàm thì có thể là đoạn trừ được rồi đó. Nhưng mà cái vô minh lậu thì đến khi nào mà trở thành một cái bậc A-la-hán thì cái vị đó mới hoàn toàn là đoạn trừ được cái vô minh lậu đó. Thì có thể nói rằng ở đây đó là cái tiến trình tu tập của một vị hành giả, từ cái việc mà chúng ta nghe là một vị mà chứng các cái thiền, chứng sơ thiền, tam thiền, ta nói đến một cái trình độ ở nội tâm mà các vị ấy đạt được cái sự an tịnh từ ở nội tâm, rồi vị ấy quán chiếu để đạt được cái quả vị giải, gọi là trở thành một bậc thánh trong pháp này, lượt này đó, thì quả thật là
Đó là một cái tiến trình tu tập rất là dày dặn, rất là nhiều cái công phu. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng ngày nay đó là có khi chúng ta nghe nói một cái đối với một cái người nào đó, một vị nào đó mà nói rằng cái vị đó là bậc thánh giải thoát, thì chúng ta cũng đừng có nên dội bác bỏ, và chúng ta cũng không phải là dễ dàng tin. Và trong cái điều đó đó, chúng tôi nghĩ rằng thời Đức Phật thì Đức Phật xác nhận được, còn ngày nay đó thì có thể là chúng ta nếu mà để cho an toàn đó, cho tốt hơn đó, thì có lẽ là chúng ta cũng có một cái sự suy xét, suy gẫm về chính mình, và chúng ta cũng không có dội bác bỏ, cũng không có dội tin tưởng dễ dàng tin, mà ở đó chúng ta cũng y cứ vào trong kinh và luật, những cái gì đó được những cái kinh điển để lại, và chúng ta thấy rằng cái tiến trình tu tập đó đó, theo chúng tôi nghĩ rằng thời có Đức Phật thì Đức Phật sẽ xác nhận, xác chứng cho những cái điều gì đó. Và đối với giáo pháp của Đức Phật đó thì để lại là một kho tàng quý, và ngày nay chúng ta được kế thừa, được hành trì, thì hành trì đó, đó chúng ta được cái sự lợi lạc ở trong đời sống. Và đối với Phật pháp thì chúng tôi nên nghĩ rằng cái quả vị của các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh vô lậu đó, thì chúng ta có một, nó phải trải qua nhiều cái công phu, và quả vị đó, đó là do cái sự trải nghiệm, cũng như chính Đức Phật đã tự thực chứng và trải nghiệm những điều đó. Và những gì Đức Phật được giáo truyền lại trong giáo pháp này mà chư tăng hay là những người tu tập đang thừa hành theo cái lời dạy của Phật, đó là những sự trải nghiệm, thực nghiệm của chính của Đức Phật cũng như là các bậc thánh. Và những gì mà trải qua với cái bằng ấy, với cái thời gian hơn 25 thế kỷ, thì chắc có lẽ là cũng trải qua nhiều, đã nhiều, có nhiều cái bậc thánh đã chứng đắc ở trên cái cõi đời này, trên cái thế gian này. Điều đó minh chứng cho một điều, đó là giáo pháp của Đức Phật có công năng diệu dụng, giúp cho chúng sanh hướng thượng, giúp cho chúng sanh đạt được cái sự giải thoát. Đó là điều sự thật. Thì chúng tôi nghĩ rằng học Phật pháp là để chiêm nghiệm, để thực hành, thì nó có nhiều vấn đề ở trong cái bài kinh này. Chúng tôi nghĩ rằng với bằng ấy thời gian thì chúng tôi xin chia sẻ ở trong cái sự hiểu biết của mình trong cái nội dung bài kinh này, thì có lẽ là cũng có nhiều cái vấn đề để bàn sâu rộng thêm, để chúng ta hiểu lợi lạc thêm. Thì chúng tôi xin được dứt lời. Thì trước khi dứt lời thì chúng con kính thánh lễ chư tôn đức, chào đại chúng, chúc ngài an lạc, quý vị an vui. Nam mô Bụt Thầy Gia. Thượng tọa pháp thực bất thư thật thư siêu á, thú vị, rất tiếc là thượng tọa thư siêu không có mặt ở trong room phải không? Giờ quý vị có thấy thượng tọa thư siêu không? Dạ, thấy thượng tọa thư siêu đây rồi. Quý vị quan nghĩ chờ trong gì đó, chúng tôi thấy dường như là thượng tọa thiền siêu đã có log into internet trở lại nhưng mà không thấy. Có lẽ thượng tọa thiền siêu cũng đang gặp trục trặc á. Thượng tọa pháp đăng ơi, thượng tọa pháp đăng có nghe được không?
Không biết thì tôi không đang có nghe vợ có ở trước máy không? Dạ. Thì đó đang xin hỏi, thì đó đang một câu đó là đối với tổ đăng sự việc mà những người Phật tử ngày nay hay tuyên bố về các vị thiền sư là vị này là vị A La Hán, vị kia vị A La Hán đó, thì những cái lời tuyên bố của những người Phật tử như vậy đó, nó có hại và lợi như thế nào đối với Phật pháp? Tại vì có nhiều vị nghĩ rằng mình thật sự mình kính trọng vị nào thì mình nghĩ rằng vị đó là vị A La Hán, nhưng mà theo tổ hợp đang nghĩ rằng một cách tuyên bố mà không có cơ sở nhiều và không có cơ sở rõ ràng mà do niềm tin thôi đó, thì điều đó đó nó có lợi và có hại như thế nào đối với sự tồn tại của Phật giáo? Xin kính thưa Thượng Tọa. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa hỏi thì con xin chia sẻ như thế này. Thật sự thì đối với hiện tại bây giờ thì cũng rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà những cái trường hợp đó đó nó có cũng nhiều vấn đề. Lợi thì ít mà hại thì con nghĩ rất là nhiều. Có một số lúc ở dưới thiền viện Phước Sơn đó, cũng có một số các vị đó tuyên bố cái vị đó là thánh tu đồ quần, vị đó là đang là tu nữ hay là vị sư, thời gian sau thì quần tục. Thì một số người Phật tử đó họ cũng phân vân lưỡng lự. Thì có những lúc thì con gặp và cũng có trao đổi với họ. Thì con cũng có biết là chỉ là vị thánh tu đồ quần thôi đó, mà đã đắc đạo quả tu đồ quần rồi, nếu hình tướng xuất gia thì vị đó không bao giờ quần tục, không bao giờ quần tục. Tuy rằng vị đó đó chỉ đoạn được có dục ái và sân đó, có dục giảm nhẹ dục thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ thôi, nhưng mà thật sự vị đó sẽ không bao giờ quần tục, và vị đó sẽ sống đời sống tu sĩ cho đến đến chết luôn. Thì mình cứ nhìn vào những cái vị thánh cư sĩ ngay cái thời kỳ của Đức Phật, dù là vị thánh tu đồ quần, nếu mà vị đó là người xuất gia thì cũng không bao giờ quần tục. Như vậy thì đừng nói tới vị A La Hán, bởi con cũng thấy có nhiều vị nói cái vị đó chứng thiền phi phi tỉnh xứ, rồi thiền vô sở hữu xứ, tứ thiền ngũ thiền. Thì con chỉ có hỏi một vài điểm thôi, rồi con giải thích cho những người đó nghe. Ví dụ như nghe nói vị này chứng được tứ thủ thiền thì con cũng chỉ nói đến sơ thiền thôi. Thì bây giờ nếu vị nào mà chứng được sơ thiền thì vị đó ngồi thiền đó, lúc mà vị đó nhập thiền đó thì không có còn biết cái gì hết ngoài cái biết cảnh thiền thôi. Còn nếu một người nào ngồi thiền còn thấy, còn nghe, còn bị mũi ruồi cắn mà còn biết đó, thì cũng không có thể nào chứng được sơ thiền. Đừng nói gì tới ngũ thiền hay là thiền không có biên xứ hay là vô sở hữu xứ. Nói như vậy thì ông có mới chứng minh là cái người chứng sơ thiền họ có thể nhập một suốt. Họ chứng thiền thì có một xuất na, nhưng mà khi mà họ thành tựu được cái sơ thiền đó, thì họ nhập thiền được đó, thì họ có thể nhập 3-4 ngày hay là 5-7 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ gì, họ ngồi bất động. Có nghĩa là họ ngồi như thế nào thì họ ngồi suốt thời gian 1-2 ngày vẫn y chang vậy thôi. Tại vì tâm của họ biết cảnh thiền thôi, chứ còn không có tâm thân để biết cảnh xúc, không có. Không có tâm nhĩ thức để nghe cảnh thinh, mà không có tâm nhãn thức để thấy cảnh sắc, hay là không có tâm ý thức thân thức để biết cảnh xúc, mà không có. Như vậy thì họ mới là người chứng thiền, nhập thiền. Chứ còn đâu phải là mới nói rằng một cái người chứng thiền nhập thiền được mà có thể ngồi đó mà còn nghe cảnh, nghe mùi, rồi thân còn bị ngứa ngáy, hoặc là bị một cái xúc chạm tê chân gì đó mà còn biết đó, thì cũng không phải là người chứng thiền nữa, chứ đừng nói chứng đắc đạo quả.
Thì lúc bây giờ con có phân biệt cái tâm biết cảnh, cái dụ tâm mà biết cảnh thiền đó. Bởi vì nó rằng tại sao mà trong vi diệu pháp học được, nó cũng có nhiều cái con thấy rất là lợi ích. Ví dụ mình nói rằng cái người nhập thiền đó, hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền đó, cho đến lúc mà họ xuất thiền thì họ muốn nhập 5-7 tiếng đồng hồ thì họ nhập. Thì họ nhập lúc bây giờ có một cái lộ tâm thiền đó, trôi chảy suốt 5-7 tiếng đồng hồ. Sau đó mới có những cái lộ khác sanh lên thì mới gọi là người chứng nhập thiền được. Nên cái lúc mà con cũng nghe những cái vị đó nói như vậy thì con chỉ có giải thích thôi. Con giải thích thôi. Và nếu người chứng thiền đó họ có những cái trạng thái đặc biệt, chứ nó không phải là bình thường. Tuy rằng nói chứng thiền đó, các vị đã tưởng đâu nó dễ, chứ thật sự nó không phải dễ. Nếu một người chứng mà được sơ thiền đó, họ cũng phải có sát na chuyển tộc, từ cái người mà không có thiền họ trở thành người có thiền. Nên họ có thể rất là đặc biệt, họ ngồi suốt 5-7 tiếng đồng hồ mà họ không bao giờ bị cái trạng thái mà buồn ngủ, giả dược, phóng dật. Bởi vì những chi thiền đó, như là chi định nó đè được cái tham dục cái, hoặc là chi tầm đè được không trầm thị miên cái, chi tứ đẹp hoài nghi cái, thì thuốc suốt thời gian mà họ ngồi như vậy, họ không bao giờ có cái trạng thái buồn ngủ, không bao giờ có trạng thái đó. Và họ chỉ có một trạng thái nhập thiền thì họ có lộ thiền bất định số, chứ họ không phải là họ biết cái này biết cái kia. Còn khi mình nói mình biết cái này biết cái kia đó, thì những cái lộ ý biết cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai được, thì nó không phải là cái lộ nhập thiền. Lộ nhập thiền nó chỉ biết cái trạng thái của thiền trong lúc đó, chỉ có một cái lộ tâm thiền. Mà trong kinh cái vị du sĩ ngoại đạo có hỏi Đức Phật, và Đức Phật có trả lời đó. Lúc nhập thiền đó nghĩa là dù là ngày ngồi thiền đó, đó dù là mưa giông nó có đánh chết bao nhiêu cái người cày ruộng, bao nhiêu con bò, thì ngài cũng vẫn không biết, nhưng mà ngài không có ngủ. Ngài không biết ở đây có nghĩa là ngài không biết cái cảnh mà sấm sét đánh. Ví dụ mà chúng ta thấy một cái người mà họ ngồi thiền gặp những cái trường hợp đó, họ giật mình đó, thì cái người mà chứng thiền đó, họ nhập thiền họ không bao giờ có vấn đề đó. Họ ngồi bất động nữa thôi, chứ không phải là mặt sấm sét giông bão như vậy mà họ sợ hãi, không có sợ hãi. Tại chi định nó đè được cái điều cái, mà chi lạc đè được cái trảo hối cái, có nghĩa là không có phóng vật trong thời gian người đó. Ngoài cái thời gian đó thì mình không nói, nhưng mà trong cái thời gian đó thì không có. Như vậy thì cái việc mà chứng thiền nó cũng đã khó rồi. Nên bây giờ có nhiều vị nói vị đó đắc quả Anaham rồi đắc mấy cái nọ. Con chỉ có nói đến vị tu đồ quần thôi, chứ còn nói đến Anaham, A-la-hán thì cái chuyện nó còn cực kỳ khó nữa. Hoặc là nói đến việc mà chứng thiền đó, nói đến cái gì chứng thiền cũng cực kỳ khó. Bây giờ thì cũng thấy cũng rất là nhiều những người họ họ ngồi họ nói họ cũng tu thiền thời gian, họ nói cái cô để chứng ngũ thiền này kia nọ, thì họ chỉ nói như vậy thôi, chứ còn khi mình hỏi họ, mình phân tách rồi họ thì họ cũng lưỡng lự thôi. Nghĩ rằng chắc do họ nghe người này nói người kia nói là họ nói theo vậy thôi, chứ họ cũng không biết gì. Chứ vậy á, thì con nghĩ rằng cái lợi nó không có, mà cái hại, cái lợi nó có không có nhiều hết, mà hại thì có nhiều. Tại vì thường thường mình lấy những cái người đó mà mình nói, rồi bây giờ người đó họ không còn tu, hoặc là họ quần tục họ này cái nọ, thì sẽ làm cho những cái người mà họ tu tập đó, họ thấy họ không có, họ phân vân lưỡng lự, họ không có hiểu biết được chính chắn. Còn nếu mà mình giải thích đàng hoàng, ví dụ như một cái người mà họ chứng thiền, họ có thể bị hoại thiền. Mà khi họ hoại thiền thì có những cái trường hợp hoại thiền, dù là họ có thần thông họ cũng hoại, như là tôn giả Đều Quả Đắc Tát. Nhưng mà lúc mà họ còn thiền đó, thì không bao giờ có những cái trạng thái này. Mình nói cho họ nghe rõ ràng, và họ phải phân biệt được vấn đề đó. Chứ còn nếu mà họ không phân biệt được đó, thì họ đồn đại, một cái cách đồn đại đó thì làm đảo ngược lại cái giáo pháp của Đức Phật, rất nguy hại. Còn cái chuyện mà họ nghe cái người đã chứng thiền, họ nỗ lực tu tập đó, thì con thấy cũng có. Nhưng mà nếu mà họ không hiểu biết chân chánh, thì cái sự nỗ lực đó nó cũng được thời gian, rồi họ cũng dễ vui, họ cũng thối chuyển thôi. Thà là họ biết đúng đắn, rồi họ cố gắng hành trì,
chứ không phải vì họ nghe cái nghĩa chứng thiền họ cố gắng chút xíu họ trứng, mà có thể là nhiều khi cái đó là một cái trạng thái ham muốn của họ thúc đẩy họ thôi, chứ thật sự họ cũng chưa biết cái cách để làm cho mình chứng được thiền, cũng không có biết, tại vì cái tham dục cái đó nó là cản trở của chi định, nó cũng không có thể nào đạt được định, mà nếu không đạt được định như vậy thì họ có cái mục đích đó nó cũng không có chính chắn để chứng thiền được. Thì bây giờ thì trong câu hỏi của Thượng Tọa thì con có một vài cái sự suy nghĩ như vậy. Con nghĩ rằng lợi thì nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà hại thì nó nhiều. Tại vì mình tuyên bố cái người đã chứng đắc mà bây giờ người đó trở ngược 180 độ, hoặc là họ trở về đời rồi họ không biết gì Phật Pháp đó, thì nó còn nguy hiểm hơn là cái người mà chỉ là Phật tử đi chùa mà họ hiểu được, họ có lòng tin đối với nhân quả làm phước, thì họ còn hơn cái người kia nữa. Thì thật sự điều đó nó sẽ là tác động không có được ổn định lắm. Thì theo con nghĩ là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho Thượng Tọa. Có gì thì thỉnh Thượng Tọa nói thêm nha. Sao thủ kinh trưng Thượng Tọa Pháp Năng. Thưa quý vị, Thượng Tọa Pháp Tân đang gặp trục trặc kỹ thuật. Thượng Tọa Pháp Tân không... Thượng Tọa Pháp Tân không nghe rõ, nhưng mà Thượng Tọa Pháp Tân là nói được. Thật rằng bây giờ để kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2, là phải chăng theo Phật Pháp thì chỉ có những bậc có sự chứng đắc ngang bằng mới có thực sự hiểu và biết nhau, như A-la-hán mới biết A-la-hán. Kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Nghe không được nhưng mà nói rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Cái câu thẩu số 2 gọi là phải chăng theo Phật Pháp để chỉ có những bậc chứng đắc ngang bằng mới có thể hiểu được như là bậc A-la-hán biết bậc A-la-hán. Thì nếu mà nói ở trong kinh điển đó, thì đúng trong Phật Pháp là để mà hiểu tường tận được cái bậc A-la-hán thì ít ra thì đối với là những vị đó phải chứng ngang bằng, như là một ở trong những cái bài kinh mà chúng ta nghe, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất đàm đạo với lại một vị A-la-hán khác, hay hoặc là có nhiều vị A-la-hán trao đổi với nhau, đàm luận với nhau ở trong Phật Pháp đó. Thì cái điều đó nói lên cái sự chứng đắc của một cái vị hành giả qua tiến trình tu tập. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đối với một bậc A-la-hán, khi mà có một vị A-la-hán khác chứng đắc ngang bằng mình thì có thể là biết được vị đó. Và đối với Đức Phật thì là một vị mà vị chánh đẳng chánh giác, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác ấy. Cho nên là ngài hiểu rõ hơn là những cái bậc khác. Bởi vì như là trong kinh mô tả lại đó là những cái vị mà thánh đệ tử của Đức Phật sau khi nói lên những cái lời cảm thán chứng thành tựu của mình á, qua những gì đó thì sau đó thì Đức Phật ngài xác chứng lại vị ấy là con của Như Lai. Thì điều đó là chúng ta nói đến ở trong Phật Pháp. Phật Pháp vì chỉ có những cái bậc đó thì mới có thể hiểu tường tận được cái sự chứng đắc của những vị A-la-hán. Còn nếu như mà bậc thánh thấp hơn thì có lẽ là cũng không thể nào hiểu được tường tận ở trong cái sự mà chứng đắc hay là cái sự thấy rõ của một cái vị đó, bậc A-la-hán đó. Đến ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng là thường thường đó là những bậc A-la-hán thì không biết là
có xuất hiện ở trên cuộc đời này hay không. Nhưng mà rõ ràng là các ngài cũng không có nói đến cái khoe khoang về những cái sự mà chứng đắc của các ngài, chứng đắc của các ngài. Và các ngài á, thường là thể hiện của một cái bậc mà giống như chúng ta nói là có một cái tiên phong đạo cốt vậy đó, tức là một cái bậc mà phạm hạnh trong cuộc đời này, một cái bậc mô phạm trong cuộc đời này đó, thì dĩ nhiên là không phải là ăn nói lôi thôi rồi cái gì đó như là Trung Quốc mà nói đến cái nhân vật mà tế điên hòa thượng vậy đó, gọi là tế công Phật sống gì đó. Thì xin thưa cái đó là cái suy nghĩ của quan điểm suy nghĩ của người Trung Quốc về sau này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là một cái vị mà mình nói không phải là bậc thánh, nhưng mà cái vị đó là dù là phàm đi nữa, nhưng mà cái vị đó là cũng có một cái tính cách, tức là qua lời nói, qua hành động, qua suy nghĩ của những vị đó đó, thì mình cũng có thể nhận biết rằng cái vị đó cũng là cái vị mà có đạo đức ở trong cuộc đời này. Do vậy thì mình cũng quý trọng, kính trọng những cái vị đó. Giống như là mình gặp các vị trưởng lão thì các ngài cũng hiểu biết Phật, thông thuộc, hiểu biết pháp luật của Đức Phật. Rồi các ngài cũng hành trì và hướng dẫn cho những cái người hậu học sau này cũng hành trì theo cái lời dạy của Đức Phật. Thì mình cũng đáng kính, đáng quý, đáng trân trọng đối với các cái bậc đó. Còn để mà chúng ta xét đoán trong cuộc đời này, để mà nhận biết là vị đó là A-la-hán hay là không phải A-la-hán, thì chúng ta cũng không có thể nào mà nhận xét một cách đúng đắn và rõ ràng, thấu đáo nhất được. Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng đối với cái bậc mà mô phạm trong cuộc đời này, tức là chỉ cho các cái bậc mà thánh giải thoát đó, thì các ngài cũng luôn luôn biểu hiện lên, thể hiện, biểu hiện lên cái hình ảnh của mình, lời nói phải có đạo đức, rồi phải có oai nghi chánh hạnh, rồi phải có cái sự thực hành chứng nghiệm của những cái vị đó. Cho nên là không thể nào nói ngoài cái điều đó. Như là một số người, số quan điểm cho rằng những cái vị này là đã chứng đắc rồi thì vượt ra hết tất cả, không có chấp cái gì đi. Rồi có những hành vi gọi là lời nói, lời nói, hành động, suy nghĩ nó vượt ra khỏi với lại cái cốt cách hay là cái đạo đức của một người, giống như người ta nói là phá tướng vậy đó. Theo cái suy nghĩ như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng không phải như vậy, theo cái quan điểm suy nghĩ của chúng tôi. Và vì vậy đó cho nên là nếu mà mình nói trong kinh điển để mà nhận xét một cái vị đó là vị A-la-hán là không phải là A-hán, thì để mà chính xác nhất á, thì chỉ có Đức Phật hoặc là những vị A-la-hán chứng bằng ngang bằng với những vị đó, thì những vị đó mới có thể là nhận thức một cách đúng đắn. Còn ở trong đời sống hàng ngày này mà mình thấy được một cái vị mà dù là vị đó là vị phàm đi nữa, nhưng mà vị đó có đạo đức, có nghĩa là có giới, có định, có tệ, có tu tập, thì mình cũng đáng trân, cũng đáng trân quý những cái điều đó, những cái đối với các bậc đó. Bởi vì có những cái bậc đó là những bậc đã ít nhiều đã hành trì theo cái lời dạy của Đức Phật, mà cũng là một cái vị mà nối truyền chánh pháp được trường tồn cho tới ngày hôm nay và mãi mãi sau. Bởi vì điều đó mới nói rằng có một bậc A-la-hán, có một bậc đạo cao đức trọng có mặt trong cuộc đời này, rồi truyền lại cho cái mai hậu mai sau á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng nên biết. Như vậy thì nếu mà nói ở trong Phật pháp thì rõ ràng là Đức Phật á, hoặc là những vị A-la-hán, thì mình những vị đó là những vị mà có thể xác nhận được là những vị đó là A-la-hán hay là không phải A-la-hán.
Còn riêng với cuộc đời này thì do đối với đời này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình nhận thấy một cái người đạo đức nào, có vị nào mà có đạo đức, có giới, có định, có tuệ, có sự tu tập đó, để lại cho đời, hướng dẫn là từ cái thân giáo, rồi khẩu giáo, cũng như là y cứ vào trong chánh pháp này, pháp và luật này, để truyền thừa lại, để nói truyền lại chánh pháp mai hậu. Thì những điều đó, những vị đó chúng ta đáng trân quý và đáng cung kính, đáng tôn trọng độ những vị đó, đảnh lễ những vị đó. Thì đây là cái câu hỏi mà con, câu trả lời mà con xin được chia sẻ, câu hỏi Thượng Tọa vừa nêu ra. Kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? À, thưa quý vị, rất là tội nghiệp Thượng Tọa tuổi siêu ngày hôm nay. À, Thượng Tọa cố gắng ra vào, nhưng mà Thượng Tọa không có không có vào được. Internet có khi như vậy. À, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài điều trong bài kinh ngày hôm nay. Trước nhất là như lời của Thượng Tọa Pháp Tân vừa nói đó, là theo trong Phật Pháp thì cái khả năng hiểu được cái tâm lượng của các bậc thánh thì chỉ có những vị ngang bằng mới mới hiểu được nhau hoàn toàn. Thí dụ như là có những trường hợp mà dạ quý vị quan hỷ chờ chút xíu nha, dạ quý vị quan hỷ chờ cho chút xíu. Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe được chúng tôi nói lại không? Quý Phật tử, chào quý vị có nghe chúng tôi nói lại được không? Dạ vâng. Thì thưa quý vị, có những trường hợp mà Phạm Thiên Sam Bá Tí đọc được ý nghĩ của Đức Phật. Ví dụ Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài tự nhiên Ngài có một câu hỏi nêu chợt hiện lên trong đầu Ngài là giáo pháp mà Ngài giác ngộ quả thật là thâm sâu vi diệu. Không biết là có nên tuyên thuyết giáo pháp cho chúng sanh hay không. Thì Phạm Thiên Sam Bá Tí đọc được điều đó và đã hiện đến là thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Hoặc giả là trường hợp Tôn Giả Nanda có nhiều khi ở gần Đức Phật, thấy Đức Phật này mỉm cười hay nhìn cái gì đó cũng đọc được. Thì thứ vị, những cái đọc được cái tâm rắc hay hiểu được cái tâm rắc, nó chỉ là ở một cái mức độ rất rất nhỏ, nhưng mà gọi là cái Phật trí hay là cái giới vức của chư Phật. Thì Tôn Giả Nanda, Phạm Thiên Sam Bá Tí và ngay cả Tôn Giả Xá Lợi Phất, một vị đại thánh Thinh Văn á, cũng không có đủ khả năng để lường định hết cái sự nông sâu, cái chiều kích lớn lao của
phật trí của vị chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà như vậy là theo trong kinh đó, chư vị A-la-hán thinh văn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Bục Kiền Liên, ngài A Nậu Đà La, hay là các vị A-la-hán khác đó, thì các ngài có thể biết và có thể xác chứng lẫn nhau. Chúng ta nói theo cái ngôn ngữ ở ngoài đời gọi là nghề mà biết nghề. Thí dụ như là bây giờ chúng ta không phải là nhạc sĩ, mà mình nghe một bản nhạc hay, thì mình thấy một bản nhạc hay quá. Nhưng mà cái hiểu bản nhạc hay của mình đó, nó khác với một nhạc sĩ mà thật sự là người chuyên về âm nhạc. Một nhạc sĩ chuyên về âm nhạc, họ đánh giá một nhạc sĩ khác đó, thì nó khác hơn là người thường. Hay là bây giờ học có những giáo sư nói chuyện rất là hấp dẫn, nhưng mà phải là những giáo sư thực thụ thì họ mới hiểu giá trị của những vị giáo sư thực thụ. Còn người ở bên ngoài đó, thì cũng chỉ là có cái lượng định rất là tương đối. Thì thưa quý vị, có một điều mà Đức Phật ngài đã làm là có những trường hợp chư tăng phải tác pháp yết ma, là phải xác nhận là vị nào là vị A-la-hán. Lấy ví dụ như có trường hợp có những vị A-la-hán rất trẻ tuổi, là một vị Sa-di hay là vị tỳ kheo mới xuất gia, như ngài Nakasena xuất gia không bao lâu mà trở thành vị A-la-hán. Thì sau khi Đức Phật về viên tịch rồi, không có còn Đức Phật nữa, thì những vị A-la-hán còn lại đó, như ngài Ananda, ngài Ca-diếp, các sáu bá vân vân, phải xác lập được là vị đó là vị A-la-hán. Tại vì trong những trường hợp đó đó, các ngài không có thể đảnh lễ những cái vị phàm tăng cao hạ hơn. Và trong trường hợp đó, các vị A-la-hán đó là các ngài phải có được một cái cách đối xử khác hẳn, bởi vì ngài là A-la-hán. Công việc đó hồi thời Đức Phật còn tại thế thì chính Đức Phật là người làm việc đó. Đối với vị Sa-di đắc đạo chứng quả là hắn vân vân. Thì thưa quý vị, lấy ví dụ như là sau khi Đức Phật ngài viên tịch rồi, thì 500 cái vị kết tập đầu tiên tâm đảng kinh điển đó, 500 vị đầu tiên là 500 vị A-la-hán. Ngoài ra thì còn có nhiều vị A-la-hán khác, nhưng mà ở trong lịch sử nó rằng 500 vị thành viên của cái buổi kết tập tâm tạng đó là vị A-la-hán. 500 vị này, ngoài cái việc mà kết tập, cái trách nhiệm kết tập, thì 500 vị này được các vị trưởng lão xác nhận là vị A-la-hán rồi, thì 500 vị này cũng phải có cái trách nhiệm để xác nhận là những vị khác là ai là vị A-la-hán. Ngài Mahakajip, ngài Ananda không có thể nào mà xác nhận lầm, xác nhận bừa bãi được. Các ngài là người xác định một cách có luận điểm luận cứ, và các ngài biết rõ, và biết rõ về trình độ tu chứng của các vị đồng phạm hạnh. Thì như vậy tới 100 năm sau, ngài Giác Xá chủ trì cuộc tết tập tam tạng lần thứ hai ở tại Vesali, thì bản thân ngài Giác Xá và các thành viên trong cuộc tết tập tam tạng đó, chúng tôi phải kết tập và trung tuyên tam tạng đó, thì cũng là những vị A-la-hán. Những vị A-la-hán này vốn được xác lập bởi những vị A-la-hán còn lại. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ ở trong các trường đại học thì có một số các vị được phong hàm giáo sư, không phải phong hàm là do một nhà chính trị, hay là phong hàm là do một ai khác, mà do chính những vị giáo sư khác có trình độ hiểu biết thì phong hàm. Thì ở đây các vị A-la-hán không phải là phong hàm A-la-hán, không phải là phong thánh, mà các vị A-la-hán ở tại đây đó là do những vị A-la-hán đi trước, như là ngài Mahakajip, ngài Ananda, ngài A-nậu Đà La, các vị thánh ni, Upalana, vân vân, xác nhận các vị đó là các vị A-la-hán. Thì cái sự xác định A-la-hán nó kéo dài ở trong nhiều thế kỷ. Chúng ta nghe tới ngài Mahinda và thánh ni Sankhamitta,
là nguyên là công chúa, hoàng tử và công chúa không có ai dục, thì các ngài cũng được xác nhận A-la-hán bởi những vị A-la-hán khác. Hay là như ngài Nagasena, ngài xác nhận A-la-hán bởi vị A-la-hán khác. Và cho đến một thời gian dài thì không còn có chữ vị A-la-hán nữa, thì bây giờ rơi vào trong cái thời đại của chúng ta. Ở trong thời đại chúng ta là thời đại không phải là không có chư vị A-la-hán, nhưng mà chúng ta đã không còn có được một số các vị A-la-hán mà được chính thức do chư tăng xác nhận. Dạ, đó là vì đó là vị A-la-hán, chúng ta không còn có cái điều đó nữa. Thì thưa quý vị, hiện nay đó, chúng ta rơi vào trong ba cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là ở bên ngoài Phật giáo Nam Trong Tông á, thì Phật giáo Bắc Tông á, có trường hợp là có các cái vị tổ, có các cái dòng thiền. Mà những dòng thiền này thì khi mà ghi lên lịch sử thì đôi khi ghi rằng vị thiền sư đó thuộc về dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ mấy, hay là vị đó ở trong Thiền Tông là vị tổ thứ mấy đã ngộ, đã đắc đạo và để là về kệ nào đó. Thì chuyện đắc đạo để là về kệ, cái vị không nói là A-la-hán, ở trong Thiền Tông không nói là A-la-hán, nhưng đắc đạo thì cái chuyện đắc đạo đó đó nó không có cái cơ sở như là chúng ta nói ở tại đây trong bài kinh này. Chỉ đắc đạo đó là do cái truyền thống, vì đó là vị tổ sư thứ mấy. Thí dụ như nói 33 vị sổ thiền tông, hay là 28 vị tổ ở bên Tây, Tây ở bên Thiên Trúc v.v. thì sử dụng thiền đó thì truyền tâm ấn và truyền y bát đó, thì các vị đó là theo cái chúng ta tạm gọi là truyền thống. Một cái hiện tượng thứ hai là cái nhu cầu. Cái nhu cầu là mình cứ bàn về kinh điển, mình bàn về sự tu tập, bao nhiêu tăng ni Phật tử tu, rồi tự nhiên mình nhìn nhau mình nói, ủa sao mình tu hoài không thấy ai đắc đạo chứng quả hết. Tại do vậy nó có cái nhu cầu sản sinh ra là có người muốn rằng có vị này đắc A-la-hán, vị kia A-la-hán, để làm gì? Để cảm thấy rằng cái chuyện tu tập nó cũng có cái giá trị. Và bằng chứng là có như vị đắc đạo chứng quả. Lát nữa chúng tôi sẽ nói lại về việc này. Và điều thứ ba mà chúng ta cũng thấy đó là cái việc mà nói vị này đắc A-la-hán, vị kia đắc A-la-hán là do cái niềm tin của những người đệ tử. Những người đệ tử quá sùng tín, quá thương thầy thì nói thầy A-la-hán. Và cái điều này đó nó xảy ra ở tại Miến Điện và Thái Lan hơi nhiều. Ví dụ như là bây giờ có những vị đệ tử ngài Chan Sa rất là ngưỡng mộ cái cách dạy của ngài. Ngài dạy những người đệ tử Tây Phương, ngài dạy cái pháp hành thiền, ngài nói những lời nó rất hay. Rồi các vị này nói là ngài Ananda Chan Sa là A-la-hán. Thì chúng tôi phải nói là khi mà chúng ta nói vị khác A-la-hán mà do tự cái niềm tin của mình đó, thì cũng giống như là mình không biết nhạc gì hết, mình hoàn toàn không biết nhạc lý gì hết, mà nói vị nhạc sĩ này là có trình độ cao, vị kia có trình độ cao, hay là mình hoàn toàn không biết thơ văn mà mình bình luận về thơ Đường, mà nói rằng đời Đường có những bài thơ này là xuất sắc, bài thơ kia cao vậy đó. Thì thật ra nó không ngoài nằm ở trong cái cảnh giới tư lượng của mình đâu. Mình không thể đo đạc bằng cái trí của mình mà do sự sùng tính hết. Chúng tôi muốn nói đến những cái việc mà một vài điều ở đây không phải là mang tới cách phê phán, mà chúng tôi nói tại sao chúng ta nên hiểu điều này để chúng ta thấy được cái sự soi sáng của Đức Phật cho chúng ta, cái tôn ý của Đức Phật. Tôi nghĩ Đức Phật cho chúng ta về vấn đề rất là tế nhị này.
Ở trên thế giới này có một cái trường hợp là phóng bằng một cái hệ thống, và phóng thánh bằng một cái hệ thống. Đó là trường hợp của Vatican, của Roman Catholic, hay là Thiên Chúa Giáo La Mã. Thì người ta muốn làm cái chuyện để cho chắc chắn á, là họ phải chờ cái người đó chết đi, và họ tìm những nhân chứng, họ lập hồ sơ, giống như là cái hồ sơ của, ra tòa vậy đó, giờ lập hồ sơ. Thì đó đã sống như vậy, đã chết như vậy, và chết với đức tin thuần thành như vậy, ngoan đạo như vậy. Và bên đó thì người ta có thể tìm thấy những phép màu như vậy. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng, tất cả những cái nghiên cứu ghi nhận đo đạc này đó, nó đều được lượng định bởi những người không phải là thánh. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, người ta phong thánh cho Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, và họ cho rằng cho John Paul đệ nhị là vị thánh đi. Nhưng mà rồi họ phải tìm những cái dữ kiện, mà những dữ kiện này lượng định ai, là bởi những vị không phải là thánh lượng định vị thánh. Đó là vấn đề. Đó là vấn đề cái lượng định như vậy. Và cái lượng định của vị thánh của Thiên Chúa Giáo La Mã đó, nó chỉ thường thường là dựa trên hai cái biểu hiện, là cái đức tin rất là mạnh mẽ, rất là tuyệt đối ở Thiên Chúa, và thứ hai nữa là có thể hiện một số cái pháp màu. Thì ở đây chúng tôi cũng phải thưa quý vị như vậy, là hầu hết cái mà con người tin đó, là những cái phép màu, nó có tất cách là nửa kín nửa hở, nó có tất cách là không có rõ ràng, nó có tất cách là mơ hồ, và đôi khi nó chỉ là một cái sự đồn đại hồi nhỏ. Chúng tôi nói điểm này, bây giờ chúng tôi ở đây nói quý vị trên internet không sao, chứ hồi nhỏ chúng tôi nói là có chuyện lớn á, là vì chúng tôi sống cũng gần với những người trong làng Hòa Hảo, thì hỏi Đức Thầy, Phật Thầy Tây An, tại sao gọi là Phật, sao biết người đó là Phật. Thì họ nói rằng, tại vì người ta nói rằng có lúc á, tới thí dụ tới ngày rằm đó, mà ở chỗ này á, thì cũng nói là Phật Thầy đang làm lễ, cũng xuất hiện, mà cách đó khoảng chừng 5-60 cây số, Phật Thầy cũng xuất hiện ở đó, mà có lẽ xuất hiện được một lúc hai nơi, mà không thể nào mà đi về cùng ngày được, tại lúc đó xe cộ không có đủ. Thành ra như vậy chứng tỏ là Ngài là Phật, là vì có cái khả năng phân thân ra như vậy. Thì thưa quý vị, những cái cách lượng định như đó là những cách lượng định rất là nghèo nàn để nói một người là Phật, là Thánh. Chúng tôi không có phê bình Phật Thầy Tây An hay phê bình vị này vị kia, nhưng mà chúng tôi thưa rằng đó là cái cách mình lượng định như vậy. Ngay cả trong Phật giáo, một cái hiện tượng Phật giáo mà phổ thông nhất là Phật giáo Tây Tạng. Thì thưa quý vị, Phật giáo Tây Tạng đó họ có nhiều cái niềm tin là Đức Dalai Lama là một hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và Ngài á, là hậu thân của những vị Lạt Ma khác. Thí dụ Ngài là vị Dalai Lama thứ 14, thì Ngài đã sanh đi sanh lại đã nhiều lần là Dalai Lama. Và ở trong Phật giáo Tây Tạng họ có hiện tượng là các vị Thúc Khu. Thúc Khu ở đây tức là những cái vị mà hậu thân của những vị Lạt Ma, sau khi chết rồi một vị Lạt Ma danh tiếng nào đó rồi sanh trở lại. Và điều này á, là được chứng bởi những vị Lạt Ma khác, và đặc biệt là Đức Dalai Lama. Thì chúng tôi thưa quý vị rằng, về chuyện này có rất nhiều trường hợp bị hố. Chúng tôi phải dùng cái chữ bị hố đó, nghĩa là chính vì đó Đức Dalai Lama Ngài xác nhận là hóa thân vị kia. Nhưng mà lớn lên rồi thì vị này lại dở chứng ra. Ở trong trường hợp có một vị Lạt Ma mất đi, và người ta tìm thấy hậu thân đó là một đứa bé người Tây Ban Nha, và đưa đứa bé người Tây Ban Nha đó vào trong chùa và huấn luyện hồi nhỏ. Dĩ nhiên là hồi nhỏ mà được huấn luyện đầy đủ thì lên trấn lớn lên thành vị Lạt Ma đàng hoàng rồi. Nhưng mà khi vị này lớn lên á, thì vị này lại có thái độ chống đối lại Phật giáo Tây Tạng, nói tự nhiên tôi còn nhỏ bắt tôi bỏ vào trong trở thành một nhà sư Tây Tạng rồi học kinh chú vân vân. Thì cái thái độ mà chúng ta gọi là phản phá, hay là cái thái độ mà của vị Lạt Ma người Tây Ban Nha thì đó, cho thấy Đức Lạt Ma kẻ cũng làm những cái sai lầm. Thì không phải
Như vậy mà chúng tôi nghe rất nhiều những người Phật tử, những người Phật tử mà ngay cả những Phật tử ấy là chúng tôi biết nữa, họ rất là sùng tín một cái vị lạc ma nào đó. Tại vì họ đem cái sự hiểu biết của họ về Phật Pháp, họ đánh giá là vì đó phải là vị A-la-hán, vì đó phải là vị Bồ-Tát hóa thân, vì đó phải là hậu thân của vị nào đó. Trường hợp này rất là nguy hiểm. Tại vì bản thân những người đánh giá đó, các vị họ có đủ trình độ để làm việc đó. Không có đủ trình độ làm việc đó. Nhưng mà họ vẫn làm. Và họ vẫn tự đưa ra một quan điểm rằng à, tôi ở gần vị đó, tôi thấy vị đó tụng kinh như vậy, ăn nói như vậy, hành động như vậy là vì đó làm việc, là một hóa thân vị Lama, là kể như là vị Bồ Tát hay là vị Phật sống. Cái sự tôn xưng này đó, nó rất là nguy hiểm. Tại sao nó nguy hiểm? Là trong cái chuyện mà không có cẩn trọng từ một cái cộng đồng, một cộng đồng mà dễ đưa ra nói là vị này là A-la-hán, thậm chí là Phật sống đó, cái rất dễ làm cho người ta lạm dụng. Ngày nay thưa quý vị, như người Việt Nam rất là sùng bái với những cái từ như là Pháp Chủ hay là Pháp Vương. Chúng tôi thưa quý vị rằng một người Phật tử chân chính không bao giờ gọi một cái vị nào là Pháp Vương ngoài Đức Phật ra. Dạ. Nhưng mà khi mà người ta cảm thấy người ta cần hay người ta muốn xưng tụng một vị đó, họ đưa cái chữ thật là cao siêu, thì cái sự tôn xưng đó đó thấy nó có vẻ như là vô thưởng vô phạt, à, mình sùng bái ai tôn xưng thôi. Nhưng mà nếu một cộng đồng mà không có đủ cái ý thức, không đủ sáng suốt sau này đó, thì càng ngày nó sẽ càng trở nên tệ hại, càng ngày nó sẽ trở nên hư hỏng hơn. Chúng tôi xưa là như vậy. Thà là trong một cộng đồng Phật giáo, mọi người cùng nhau tu học, à, mình tu được tiến bộ ít, tiến bộ nhiều tu học, chứ mình không cần phải nói rằng vị này là A-la-hán, là Phật sống, vị đó là Bồ-Tát, v.v. Mình không cần. Và nếu mà ở trong một cộng đồng có quá nhiều người làm như vậy đó, thì nó sẽ có vấn đề. Cũng như một chuyện mà chúng tôi thưa quý vị là ngày nay đã có rất nhiều người hô hào cái chuyện mà xá lợi, rồi xá lợi niềm tin đó. Ở đâu có xá lợi Phật? Chúng tôi thưa quý vị là có những vị ở trong nhà họ có cả 60 chục viên xá lợi, họ để đầy cả tháp xá lợi hết. Thì các vị nghĩ là à, mình có đức tin, đi đâu đó nghe ai xá lợi mình xin đây mình thờ, mình cảm thấy hạnh phúc, đỡ sung sướng. Nhưng mà những vị đó không có nhận được ra rằng những cái việc làm và những cái cổ võ của mình đó, nó tạo nên cái vấn đề của Phật giáo. Tại vì những cái việc đó nó tạo ra những cái sơ hở, nó tạo ra những cái chỗ mà về sau này có những cái sự, có những cái sự dối gian mà không ai có thể chặn được hết. Mà quá thật càng ngày rất càng tệ hại. Hồi trước chúng tôi ở chùa có một vị sư cũng rất là dễ thương, về chùa ở. Vài bữa vị sư lên nói với tôi rằng à, hôm trước vị đó thờ một viên xá lợi Phật, bây giờ viên xá lợi sanh ra 5-7 viên xá lợi, 10 viên khác gì đó. Và vị đó hỏi rằng chúng tôi muốn, một vị đó cho. Chúng tôi cảm nhận một điều như vậy đó thưa quý vị, là con người của chúng ta đó thì rất thường rơi vào trong trường hợp gọi là ở đâu có vàng thiệt, ở đó có vàng giả. Mà chúng ta nhớ trong đời này là đồ giả nhiều hơn đồ thiệt. Chúng tôi nói ở đây không phải là chỗ công kích hay chỗ đả phá, nhưng mà chúng ta nên trở về với cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, là chúng ta cố gắng sống một cách thành thật, là cái gì mình biết á, mình nhận là mình biết, cái gì mình không biết, mình nhận là không biết. Ngài Rahula nói rằng bắt buộc mình phải tin một điều mà không có khả tính, đó là một thái độ chính trị chứ không phải thái độ người hiểu biết. À, cái chuyện mình không biết mà người ta nói là bắt buộc phải tin theo, đâu có ai bắt mình phải tin như vậy. Thật ra mình nên là một người có trách nhiệm, dạ, hơn là mình cứ hô hào rồi cứ phải thế này, cứ phải thế kia, mà thật ra chính bản thân mình không nắm rõ về điều này. Thật ra thì bài kinh này có nhiều điểm rất là quan trọng mà nãy giờ chúng tôi nói, bây giờ dịch lại thì hết giờ rồi. Có lẽ là ngày mai, thưa quý vị, ngày mai chúng tôi phải trở lại nói về nội dung bài kinh. Nội dung bài kinh này hôm nay có nhiều điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải biết. Và chúng ta phải đặt câu hỏi rằng tại sao Đức Phật giảng bài kinh này? Và tại sao Đức Phật nêu lên những điều đó liên quan đến cái nội dung của bài kinh về
sáu pháp thanh tịnh này. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng đỉnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sư nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thực lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính tri ân quý ngài, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.